Kính thưa quý vị, sau đây ban tổ chức giải Sao Vàng Nghệ An có ban tổ chức giải trên trang giải. Xin mời cầu thủ Nguyễn Văn Tùng, số 10 của đội U21 Hà Nội. Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An có ban tổ chức giải lên trao giải. Phần thưởng gồm có cúp, tiền thưởng trị giá 2 triệu đồng từ hoạt động chuyên đặt. Xin được trân trọng kính mời cầu thủ Nguyễn Văn Tùng, áo số 10 của U21 Hà Nội sẽ bước lên bục để nhận giải. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, xin được trân trọng kính mời ủy viên ban tổ chức giải sẽ lên trao giải thưởng. Nguyễn Văn Tùng, xin cảm ơn. Giải Đồng Hoàng Ba, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đình Nghĩa, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An, phó ban tổ chức Sơn Vinh,